Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia 5.000 chon. Để tham gia giải thưởng các bạn click phần link mô tả, mở cái Telegram ra bấm nút start nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ của các bạn thì nhấp vào đường link này nè các bạn. Nay mình quên cập nhật ký nữa. Thì mình bấm nút start đăng nhận cho dự án nó đằng mình giữ cũng bắt đầu thôi. Chờ nó dự án chút xíu người ta các bạn. Rồi, các bạn chỉ việc điền địa chỉ với John Wallet nha các bạn. Rồi, các bạn đóng tiêu người ta. Rồi các bạn mở đi với John Lin của mình. Rồi các bạn copy địa chỉ với John của mình vào các bạn. À các bạn mình đứng máy chút xíu các bạn. Các bạn copy địa chỉ address của mình các bạn copy các bạn. Copy các bạn. Rồi các bạn nhập địa chỉ TGS của mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm bắt đầu nha các bạn. Rồi các bạn chờ nó lót, nó cập nhật giấy một chút xíu nha các bạn. Coi nó cái gò. Ồ, chương trình này góp ăn chia 5.000 cho nha các bạn. Sean Balenci. Rồi các bạn gì copy link dép này mình chia sẻ cho bạn bè để kiếm thêm top cặn các bạn. Rồi các bạn bắt up lên rồi. Rồi các bạn bấm vào nút subscribe kênh luôn các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 11 năm 2020 nha các bạn. Còn mấy ngày nữa các bạn làm đi. Rồi các bạn join vào các bạn. Thả cho nó một tim đi. Rồi các bạn bắt đếp lên các bạn. Rồi các bạn bấm vào Valigin Firebot nha các bạn. Click join group nữa. Rồi các bạn join tiếp kênh Jonet nữa các bạn. Này như vút và đi và tiếp tục các bạn. Email đi wish you a tinder và các bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi nó kêu các bạn điền địa chỉ email của mình vào nữa tất cả các bạn để cập nhật thông tin của dự án thôi. Rồi các bạn good to email bên you. Rồi tiếp theo thì nó kêu các bạn điền địa chỉ TTX của các bạn nha các bạn. Các bạn cũng copy địa chỉ ETH với chọn của các bạn nữa các bạn. Các bạn cũng copy lại nha các bạn. Đây nữa nó phân phối về nha tất cả các bạn. Nếu nó phân phối về tốc cần TTX cho mình luôn. Rồi, chờ bot phản hồi chút xíu luôn các bạn. Rồi, vì mình đã cập nhật rồi, bấm vào form to grow. Rồi, các bạn bấm vào ghép để lấy ghép chia sẻ bạn bè và người thân các bạn. My card, phone, subscribe, icon. Dự án đó nè các bạn. Rồi các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè nằm chỗ này nha các bạn.
trình này gấp ăn chia chương trình này gấp sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng mùng 1. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.